thực hiện nghị quyết số 180 NQCP ngày 17 tháng 12 năm 2020 của chính phủ về phương án hỗ trợ giảm điện, giảm tiền điện đợt 2 cho các khách hàng sử dụng điện. Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện việc giảm giá bán điện, giảm tiền điện theo đó sẽ giảm 10% giá điện bán lẻ cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4, giảm tiền điện, giá trị trước thuế trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19, mua điện từ các đơn vị thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19 giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho các nhóm đối tượng khách hàng nêu trên là 3 tháng, tương ứng các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11 và tháng 12 của năm 2020.